con này sinh ra nó đã chớm rồi. Nhưng mà cứ cho nó ăn thì đừng thay đổi tư thế ngay, để nó nằm đúng sau đó mình bế vác lên. Bế vác lên mình vỗ luôn, bỏ hết luôn. Thích không con? Cà phê. Đây là bà ấy, tôi không phải bỏ sót cái gì đâu.